không anh không có chụp em. Để coi chụp đi. Anh đang quay thôi. Cái tô đó của anh đúng không em? Chào các bạn, hiện tại là khoảng 1 giờ trưa ngày 2 tháng 3 năm 2020 và mình đang có mặt trên cầu Chà Và của quận 5 ha. Trưa hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn hủ tiếu Nam Vang. Tiệm hủ tiếu Nam Vang mà mình sắp đi đến đây có tên là Tài Anh, nằm ở số 417 Cách Mạng Tháng 8, quận 10. Hủ tiếu Nam Vang Tài Anh thì có phần nước lèo được đánh giá là ngọt thanh, ngọt từ xương thịt ha. Và hôm nay mình sẽ ăn hủ tiếu khô chứ không phải là hủ tiếu ướt. Rồi chúng ta cùng nhau đi thôi. Trời Sài Gòn trưa nay khá là nắng và nóng nữa, khoảng độ 33 độ hơn đó mấy bạn. Tiếc một cái là bầu trời không có trong xanh. Và đây mình đã đến nơi các bạn, hủ tiếu Nam Vang Tài Anh, 417 Cách Mạng Tháng 8, phường 13 quận 10 ha. Rồi chúng ta đi qua thôi. Hủ tiếu Nam Vang Tài Anh, giữ xe miễn phí ha. Mình thấy bên trong khá là sạch đó, bàn ghế inox Tài Anh, từng cảnh bảng hiệu Ngũ Phúc Lâm Môn. Rồi chúng ta vào trong. Ở đây có phòng máy lạnh nữa ha. Mình sẽ gọi một tô hủ tiếu Nam Vang khô. Có trên Foodie nè, rồi Rap Food nè, Go Việt nè. Đó mấy bạn có thể đặt ha. Wow, vô một cái có nhiều khách rồi. Cho mình tô hủ tiếu Nam Vang khô nha. Rồi. Có mì nữa. Dầu với lại cái nước trộn, nước sốt. Cái này hỏi khách họ ăn mì thôi hả? 56 ngàn đồng một tô. Mình bán từ mấy giờ em ha? 6 giờ sáng. À ok, 6 giờ sáng, 11 giờ buổi tối các bạn. Gần như lúc nào cũng có thể ăn. Tại mình bán này được bao nhiêu năm em biết không? Thấy khách đồ ăn khô nhiều quá ha. Đây là tô mì. Của anh cái tô khô 56 ngàn là có xí quách luôn á hả? À không. À ok. Anh ăn cái phần tập cẩm thôi. À, cây nước mùi thơm đây. Nếu mà cái xí quách này không liền nhiêu em? Dạ, nếu mà mình không lấy tập cẩm thì mình lấy xí quách cũng là 56. À, còn nếu mà mua riêng một cục xí quách? Một cục là 16 ngàn. À 16 ngàn hả? À, vậy lát cho anh thêm một cục xí quách đi, tức là tô thập cẩm thêm cái xí quách nữa.
ba người đem ha, ba cục xì quách lớn này, một người mà ăn vô đó, wow. Không anh không có chụp em. Anh đang quay thôi. Cái tô đó của anh đúng không em? Trong khi đợi tô hủ tiếu đến nè, mấy bạn thấy nè, đây có ớt nè, có sa tế nè, có tỏi nè, có xì dầu ha, rồi tương ớt ha, và đây chắc là để muỗng nĩa nè, mấy bạn thấy sạch ha. Và đây tô hủ tiếu Nam Văn khô có giá 56.000 đồng. Các bạn thấy có được một con tôm lớn nè, tim, gan, thịt nè, trứng cút nè, tỏi phi nè, rồi thịt bằm nè ha. Để mình quay qua cái phần 16.000 cái cục xí quách mấy bạn xem. Đó. À, nhìn đã ha. Và bây giờ trên bàn có đủ thứ đâu mấy bạn. Rau xanh nè ha. Mấy bạn thấy từng ô giá nè ha. Rồi mình quay cận cảnh cái phần tỏi, phần ớt cho mấy bạn xem luôn. Đó. Giá, xà lách, từng ô. Xanh mướt ha. Đây là phần ớt ngâm nè, sa tế nè. Kế bên là phần tương ớt nha. Rồi cái phần tỏi mình quay đây. Đây là hũ tỏi các bạn. Hơi có thấy chút xíu dạng bầm nhuyễn. Bây giờ mình sẽ nếm thử phần nước lèo trước nha. Đây, qua phần nước lèo, nếm từng nước lèo. Phần nước lèo đúng là ngọt thanh mấy bạn ơi. Mình khá là phần thích cái phần nước lèo ở đây. Thêm cái mùi hành phi nó thơm nữa. Nói chung là phần nước lèo mình đạt nha. Bây giờ mình sẽ quay qua cái tôm hủ tiếu khô. Mình quay cận cảnh đó. Đó, bây giờ mình sẽ trộn nó lên. Đây, cộng hủ tiếu. Rồi, ăn thôi. Cái phần nước sốt trộn với cái cộng hủ tiếu này mấy bạn, ăn rất là vừa miệng. Mặn mặn, chút xíu cho nó ngọt ngọt, béo béo. Bây giờ mình sẽ ăn qua cái phần tim, gan, rồi tôm và phần thịt. Mà trước tiên mình nghĩ mình sẽ ăn con tôm đã. Đó, cận cảnh con tôm. Kích cỡ của nó là khoảng độ ngón tay trỏ mấy bạn, chiều ngang nha. Mình ăn hết nửa con tôm rồi, nói chung là dai và ngọt thịt. Bây giờ qua cái phần gan, phần thịt heo và phần tim. Ở đây thịt heo thì được 3 miếng ha, gan mình thấy là 1 miếng nè. Cái phần tim mà được khoảng độ 3 miếng, rồi ăn thôi. Mình đang ăn miếng gan, ăn 1 miếng thịt và 1 miếng tim. Thì phải nói là cái phần tim nó ngon và thơm. Tuy nhiên cái miếng gan và cái miếng thịt heo á thì mình cảm giác hơi bị khô các bạn. Hơi khô, như là trụng quá chín đi nữa. Hơi tiếc chút xíu nha, chứ thực ra là cái tô này nó ngon lắm mấy bạn. Bây giờ mình ăn qua cái phần xí quách. Đây, để xem cục xí quách như thế nào đây. Phần xí quách, cái phần thịt nó hơi khô chút xíu các bạn. Ở đây mình cảm giác là họ về cái kỹ thuật nấu về phần thịt heo á, nó hơi bị khô. Rồi cái phần tương ớt mình ăn thấy ngon nha. Nó như dạng như tương xí mùi vậy đó. Sa tế thì mặn mặn, cay cay chút xíu thôi. Cái phần ớt kia để mình ăn lại thêm một miếng nữa, cái phần ớt sắc á. Phần ớt sắc này khá là cay, giòn giòn. Tuy nhiên chưa phải là giòn lắm. Nó được các bạn, không hẳn là mềm, nhưng không phải gọi là cực kỳ giòn. Cái phần tỏi mình ăn rồi thì nó thơm thơm thôi. Nếu mà thực sự là mình nói là nếu phần tỏi sắc á, ăn từng miếng chắc sẽ đã miệng hơn. Về cái phần tỏi này phải nói là cái tiệm trên đường Võ Văn Tần mình quên rồi. Ăn nhiều quá mình quên. Nhớ tiệm đó về phần tỏi rất ngon. Rồi, mình ăn hết cái tô hủ tiếu Nam Văn khô đây. Quay cận cảnh cái phía dưới của cái chỗ họ chế biến mấy bạn đó. Nói chung là trang trí cũng khá là bắt mắt và sạch sẽ. Và đây cách bàn hóa đơn ha. Hủ tiếu Tài Anh 4/17 Cách Mạng Tháng 8 phường 13 quận 10. Mình gọi phần hủ tiếu khô thập cẩm ha, 56.000 đồng. Trong cái tô thập cẩm hồi nãy thực ra tới mấy miếng gan là mình trộn lên mình ăn thấy. Mình gọi thêm phần xí quách 16.000, khăn lạnh 2.000, tổng cộng là 74.000 ha. Như vậy với giá 56.000 đồng cho một phần hủ tiếu khô
mình thấy khá là ok các bạn, giá tương đối là dễ chịu, dịch vụ tốt, phải nói là nhân viên thân thiện. Mình chỉ hơi tiếc chút xíu thôi, rất là nhẹ ở chỗ là cái phần gan và phần thịt đó, hỏi chủng nó hơi quá tay, nó hơi khô chút xíu, thì mình có góp ý với lại chị chủ. Bên cạnh hủ tiếu Tài Anh này nè, có một con hẻm, bên trong có một cái chùa, mình nghĩ mình sẽ đi viếng chùa luôn ha. Rồi chúng ta cùng đi các bạn, con hẻm ha, chùa Bủ Đà và Hòa Bình. Rồi chúng ta vô thôi. Và đây là chùa Bủ Đà ha, 419/11 Cách Mạng Tháng 8 quận 10. Mình đẩy lên cao nè. Đó. Rồi chúng ta bước qua thôi. Giờ mở cửa chưa từ 12 giờ. Ủa lộn, giờ đóng cửa chứ. Chưa từ 12 giờ tới 13:30, tối từ 21 giờ tới 5:30 ha. Ở đây ghi là giờ đóng cửa. Ngay khi bước vào bên phía tay trái, các bạn thấy tượng Phật Bà Quan Âm nè, khá nhiều là cây xanh. Rồi chúng ta tiến lại gần một xíu nha. Chú Đại Bi. Bên ngoài họ làm công trình khá là ồn á. Và đây là hướng đi lên, tuy nhiên đóng cửa rồi. Mình sẽ đi ngõ kế bên, hướng bên trong các bạn. Mấy bạn nhìn lên nè, lồng đèn rất nhiều ha, đẹp ghê á, đủ sắc màu luôn. Để đi tìm hướng đi lên chính điện. Ở đây thiết lập kiểu làng quê Nam Bộ xưa ha. Chiếc thuyền, cây cầu, chuối và lúa đằng kia hơi khô rồi. Cái này mình nghĩ là làm cho Tết đó, tới bây giờ vẫn còn để lại. Ai, lên chính điện thôi. Lối lên chánh điện tầng 2. Trong đây khá là tối các bạn nha, cho nên là cái hình nó lên sẽ không đạt đâu á. Mấy bạn nhớ cởi giày dép ra nha. Và đây là chánh điện của chùa. Rất là đẹp các bạn ha. Mình sẽ bước lại gần hơn. Các bạn thấy rõ ha. Rồi mình sẽ xoay lưng lại, quay ra đằng trước. Đó. Tượng Phật Bà Quan Âm. Mình sẽ chọn một góc nghiêng để quay, để mấy bạn thấy được cái tổng thể hơn. Đây, ở góc này. Và từ tầng 2 chánh điện nhìn xuống. Chúng ta tiếp tục đi ha. Mình quay luôn từ Phật Bà Quan Âm. Hơi tiếc là có cái lớp kiến bảo vệ bên ngoài á, cho nên quay nó không cần cảnh, không có đẹp. Mình tiến lại gần quay cái góc nghiêng bên đây của tượng Phật. Cấu tạo của chánh điện, cách sắp xếp này gợi nhớ tới chùa Ấn Quang các bạn, ở quận 10. Ấn Quang, đúng rồi. Ấn Quang thì lớn hơn chùa này. Và đây chúng ta nhìn xuống, hồi nãy cái lối chúng ta đi vô đó. Rồi, mình đi qua chùa Hòa Bình nha. Và hiện tại là 3 giờ chiều ha. Mình đang có mặt trên đường Nguyễn Thị Minh Khai quận nhất. Chiều hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi uống cà phê tại một trong những quán cà phê sân vườn đẹp nhất Sài Gòn. Đó là quán cà phê Du Miên, nằm ở số 7 Phan Văn Trị, Gò Vấp. Từ đây đến đó cũng khá xa ha. Phần video về quán cà phê Du Miên mình sẽ ghép nhạc nha, do họ mở nhạc có tác quyền đó mấy bạn. Và đây mình đã đến nơi mấy bạn, cà phê Du Miên ở số 7 Phan Văn Trị, Gò Vấp. Con đường Phan Văn Trị này rất là buồn cười, nhảy số tùm lum hết á. Mấy bạn để ý nha,
khúc cà phê Du Miên này là gần với ngã giao ngã tư của Phan Văn Trị và Nguyễn Oanh nha. Con đường Phan Văn Trị này kéo từ Gò Vấp qua Bình Thạnh. Hồi nãy mình thấy cái số lẻ nó giảm dần, mình chạy một hồi ra tới hướng của Bình Thạnh luôn, xong rồi phải quay ngược lại về Gò Vấp, không để ý luôn mấy bạn. Rồi số ở đây nó nhảy tùm lum hết á. Và cà phê Du Miên mấy bạn thấy ha, phía trước mặt các bạn nè, cây xanh khá là nhiều. Rồi mình qua bển nha. Mấy bạn lưu ý là mình sẽ ghép nhạc đó. Sợ quá đi Gò Vấp Phan Văn Trị. Thank you.
Uống xong ly cà phê sữa đá ở quán cà phê Miên Du ha. Một ly cà phê sữa đá có giá 42.000 đồng. Cà phê đen thì 35.000 đồng thôi. Như các bạn thấy ha, quán cà phê rất là đẹp. Mình thực sự rất là thích quán cà phê này, sạch sẽ nữa. Mình có quay nhà vệ sinh đó, mấy bạn thấy ha. Nói chung là sang trọng nữa. Mình nghĩ là thích hợp để đưa bạn bè hoặc là khách đến đây để uống cà phê ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp.